Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một cái dự án testnet. Con này sẽ nhận khoảng 2.000 coin VS dự án Vision Metaverse ở mạng testnet nhé. Sau này thì nó sẽ quy đổi sang đồng coin trên mạng lưới chính thức khi mà nó ra mainnet. Vì thế cho nên là chúng ta sẽ làm trước cái dự án này nhé. Đầu tiên là chúng ta truy cập vào đây, tạo cho mình một cái ví nhé. Dán ví vào đây để nhận 200 faus. Làm nhiệm vụ ở trên Twitter. Thêm thông tin chi tiết ở Medium. Ok, chúng ta sẽ làm nhé, chờ một ít nhé. Đầu tiên là chúng ta tạo ví trước. Chúng ta sẽ là ví Vitamix, chúng ta sẽ add vào Chrome nha. Các bạn nào làm trên điện thoại thì chúng ta có thể tải Kiwi về nhé. Ok, xong chưa? Rồi, chúng ta sẽ phải đăng ký ví này. Mọi người cho nó hiện lên nhé. Đây, VMAX, các bạn tích vào đây là nó hiện lên này. Vào đây để đăng ký nhá. Đâu hiện đi mày? Mày tự dưng thôi mày chơi ra vậy. Password, chúng ta sẽ đánh mật khẩu. Ấn Continue. Ấn Click Wallet. Ở đây thì tên nhá. Ấn Continue. Đấy, nó sẽ hiện ra cái này thì mọi người nhớ là phải chụp lại cái này nhá, hoặc là các bạn lưu lại nhá. Đấy, ký tự đặc biệt. Rồi. Chụp lại. Lưu lại này. Copy nhá, thì tí nữa mình lưu. Các bạn ấn đi là nó mất đấy, các bạn cứ ấn Continue cho mình. Sau đấy thì các bạn đánh thứ tự cái này vào nhá, thứ tự vào cho mình. Đấy, cái từ lúc nãy mình chụp đấy. Đó, ở đầu là cái nào thì mình sẽ đánh vào cái đấy nhá. Right. Dear season cry Vita Fika ở đâu? Đây. Canoi. Now switch. Typical. Đâu rồi? Đây. Tiếp theo là you. Tiếp theo là flip. Trigger và work continue. Rồi, là chúng ta lập được ví đấy. Các bạn chờ mình một ít, bị hết pin rồi. Chờ mình lắp lại cái pin này nha. Ok. Xong ví chưa? Xong ví thì mọi người vào đây ấn vào connect cho mình nhé. Đấy, ở trên này thì chúng ta sẽ lấy ví nhé. Chúng ta sẽ lấy ví dán vào đây. Đây, lấy ví này. Dán vào đây, vượt qua captcha và ấn vào send vertex nhé. Đấy. Send xong thì mọi người sẽ vào đây. Các bạn ấn vào like. Nhớ là chúng ta ấn follow nhé. Like, retweet, tag ba bạn bè và comment ở testnet nhé. Testnet address phải không? Đúng rồi, testnet address nữa. Đấy, chúng ta sẽ ấn vào đây. Like. Chúng ta retweet như thế này nhé. Đây. Retweet này. Đấy. Bình luận thì chúng ta bình luận ở bên dưới như thế này. Đấy, tag ba bạn bè nhé. Đây. Và cái ví của mình thì mọi người dán vào đây luôn. Đây. Đấy. Cái thông tin ở bên này đây. Thông tin testnet ở đây. Đấy, mọi người vào đây, ấn vào connect này. Sau nó hiện ra thì mọi người ấn vào vision nhé. Là nó sẽ connect đến cái ví này thôi. Đây, cái ví của mình đây. Đấy, nếu mà chưa có thì các bạn ấn vào đây để tải về Chrome. Đấy, please visit the testnet này. Đây, các bạn ấn vào dán ví vào đây và ấn vào send nhé. Sáu giờ hàng ngày, 6 giờ sau là nó sẽ các bạn sẽ nhận được thêm nhé. Đây, cái này thì mình làm rồi này, visit ở đây và retweet các thứ thì mình làm rồi ở trên Twitter rồi này, nó chỉ yêu cầu thế thôi nhé, không cần phải làm gì thêm ấy. Đấy, và đây các bạn connect đến ví thôi nhé. Đấy. Đấy, chọn cái ví này và ấn vào connect nhé.
Đấy, tại vì cái ví mình đang hướng dẫn mọi người này là cái ví bỏ đi. Vì thế cho nên là mình sẽ không connect nhé. Tí nữa mình sẽ làm một cái khác để mình connect. Đấy, vì thế cho nên là mọi người cứ làm theo thôi nhé. Đấy, copy ví dán vào đây để lấy thêm cái đồng này nhé. VS này nhé. 6 giờ các bạn được lấy một lần nhé. Đấy, mọi người cứ kiếm càng nhiều càng tốt nhé. 6 lần, 6 giờ các bạn vào ấn một phát. Cái này phải lưu lại nhé. Lưu lại. Đấy, một ngày các bạn ấn một lần thôi. Hai lần cũng được. Hay là ba lần cũng được. Đấy. Ok chưa mọi người? Đấy, link mình để bên dưới video cho mọi người nhé. Đấy, các bạn nào mà chưa tham gia cái dự án testnet này thì mọi người làm cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Các bạn nhớ đăng ký, like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nhé.